hai thằng cháu cha bà nói là ba má chết rồi đó chú nội á. Dạ. Ba mẹ chết hết rồi nó ở nhà đó chứ. Dạ. Chết lâu rồi. Ủa vậy là hai thằng cháu trai là ở với bà mà ba mẹ chết rồi hả? Dạ. Ba mẹ sao mất? À, một người bệnh sơ gan, một mẹ đó là bị đau bao tử. Lâu chưa bà? Chết lâu rồi. À, xin chào cả nhà, hiện tại thì Mười đang có mặt tại nhà thiếu nhi quận Thủ Đức. Thì hôm nay Mười gặp một cụ bà rất là lớn tuổi đang bán bánh tráng trộn ở nơi đây. Thì bây giờ thì Mười sẽ tiến lại ra trò chuyện với bà. Xin mời quý vị và các bạn. Dạ, con chào bà. Dạ, bà bán bánh tráng trộn hả? Bà bán lâu chưa? Bán mấy tháng rồi. Hiện tại bà đang ở với ai? Con trai bà ở trọ hay là ở nhà? Ở trọ. Ở trọ, quê bà ở đâu? Quê ở dạ. Con trai bà làm công việc gì? Ai? Con trai bà làm công việc gì? Làm bảo vệ. Làm bảo vệ, dạ. Rồi bà bán đây là hàng ngày là mấy giờ bà bán? 4 giờ bà bán, 8 giờ. 4 giờ chiều hả? Dạ. Hàng ngày vậy bà thu nhập được bao nhiêu tiền? Tùy giờ con. Dạ. Bà bán một bịch 15 ngàn, có bữa thì bán được... nói với ngay hôm mà bị bệnh tới giờ đó là chậm lắm. Dạ. Hôm trước là bán được 20 bịch, có bữa 25 bịch, hôm bệnh tới giờ bán 10 bịch, 15 bịch. Dạ. Chứ không hơn. Dạ. Văn. Bà chắc không hỏi là bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 78 con. 78 mà ba tên gì ạ? Tuyển Thị Điền. Dạ. Bà có mấy người con? Một người con. Có một người con trai duy nhất hả? À? Hiện tại bà đang ở với người con trai đó hả? À? Có cháu gì không bà? Có hai đứa cháu nội mà ba má cháu đó là ở với bà. Dạ, còn ông sao bà? Ông chết lâu rồi. Dạ. Chết này cũng ba mấy năm rồi. Dạ là 4 giờ chiều là bà đến 8 giờ tối là bà bán ở đây. Ừ. Ở đây là nhà văn hóa thiếu nhi quận Thủ Đức. À đúng rồi. Dạ. Bà bán bao nhiêu một bịch vậy? 15 ngàn. Dạ. À, chính xác là bà bán được mấy tháng rồi? À, bà bán ở đây nói cho đúng ra là vậy là chưa được 3 tháng. Chưa được 3 tháng. Dạ. Mà bán ở trường đó rồi đó con. Dạ. Ế quá thì là thứ bảy chủ nhật là bán bên đồng ơi nè. Dạ. Ơi Nhi. Ừ, cũng ế bữa đó bà qua đây. Ế quá cái bà mưng qua đây. Cái gặp cái cậu ở trong này nè, cậu mới lên luôn bóp giùm. Dạ. Ông nó thấy là tội nghiệp quá, nó để con lên luôn bóp giùm kêu các anh các cháu là ủng hộ bà. Dạ. À, đó rồi chưa bệnh mà bán được lắm. Rồi bắt đầu là bệnh cứ lại bây giờ bán chậm. À, bà làm cho con hai bịch đi. À, bà đang làm vừa làm vừa trò chuyện với con ha. À, thấy bà lớn tuổi mà bán thương quá. Mấy bịch con? Không, bà làm cho khách trước đi, còn con từ từ. Một bịch hả con? Hai bọc không cay mà. Chị có thường xuyên ghé mua không? Thấy bà lớn tuổi, 78 tuổi mà thấy bán thấy tội quá. Để quay phim cho bà giới thiệu đây nha, bà xã hội là có ai đi ngang qua ủng hộ. Dạ. Chị ở quận nào? Dạ. Cô làm gì ngành gì? Con hả? À? À? Thì con thấy như ai mà khổ như bà vậy con lại cũng trò chuyện. Trò chuyện. Dạ. Rồi lấy tin tức. Dạ. Cũng có mấy người lại cũng hỏi như con vậy đó. Dạ. Rồi có giúp được bà cái gì chưa? Không có giúp gì hết. Dạ. Bữa nào con gái về nhà bà chơi được không? Nhà bà ở chợ mà ở trong hẻm khó kiếm con. Dạ, không bữa nào con đi theo bà đi. À, cũng được. Trước kia là bà làm cái gì? Trước kia bà cũng buôn bán à con. Dạ. Hồi giải phóng giờ là bà buôn bán à. Bán này bán nọ vậy đó. Dạ. Cuối cùng là bán bánh tráng đây cũng được 10 năm bánh tráng á. Thế là bán mình luôn hết á. Dạ. Sao mà lớn tuổi không ở nhà nghỉ ngơi mà giờ còn đi làm gì nữa? Con gái nó nghèo quá.
Là con bà là giờ làm bảo vệ lâu chưa bà? Bảo vệ cũng lâu rồi. Dạ. Mà một tháng 6 triệu bao nhiêu à. Mà giờ ngày làm ngày nghỉ á. Dạ. Còn con dâu bà là làm cái gì? Dâu không có, dâu thôi rồi. Thôi rồi mà giữ con gái, con đứa gái 15 tuổi là ở với bà. Dạ. Ở theo ba nó luôn. Dạ. Mẹ nó... Rồi ba có gia đình khác chưa? Ai? Ba của đứa bé có gia đình khác chưa? Không, chưa. Chưa, dạ. Mẹ nó lấy chồng có ba đứa con rồi. Dạ, đứa bé bao nhiêu tuổi rồi bà? Năm nay có 16 tuổi rồi. Dạ. Nó học ở đây nè. À, học ở đây. Nó học ở mà thiết kế hậu quả gì đó con. Dạ, dạ. Tại vì hồi kém chữ nó kém, nó lên lớp 10 nó kém quá. Cái nó nói tôi cho nó gặp nghề. Dạ. Cho nó luôn, nó học lấy 10 năm rồi. Bạn gái, nhỏ đó bạn gái, mà hai đứa cháu nội bạn trai. Dạ. Ba má nó chết hết. Bao nhiêu tiền bà? 30 con, 30 ngàn chị. Dạ, cảm ơn chị ha. Đây, chị gửi tiền bà. Cảm ơn con. Đa số là bán thanh niên nhiều lắm con. Bây giờ nó về, nó nghỉ hè nó về hết rồi chắc. Dạ. Bán thanh niên á. Giờ đến tối là bà bán khoảng bao nhiêu bịch? Không biến được, ăn thôi người mua chứ. Làm sao bà biến được? Đã có nhiều người ủng hộ cho bà không? Hôm trước thì nhiều lắm này, con vắng rồi. Hôm trước á, con khỏi nữa bà, khỏi nữa bà. Thầy cảm ơn con nha con. Dạ. À, làm cho con hai bịch đi. Con có biết ăn không mà hai bịch? Dạ biết chứ. Con đem về cho gia đình con ăn mà lo gì? À. Nhà con ở gần đây không? Nhà con ở dưới Thủ Dầu Một kia. Con chạy xuống cửa khoảng hai mấy cây số. Bình Dương. Dạ đúng rồi. À, đi tới đây giữ gì con? Dạ con nghe thông tin bà là con đến con thăm bà mà. Ủa con nghe tên con ở dưới đó mà con nghe nữa. Dạ thì con có chỗ anh em người quen á. À. Nó đi ngang qua thấy bà thấy đáng thương quá. Con lên con gặp bà họ thăm bà tí. À. Cái nào thì bà dắt con về thăm nhà bà chơi ha. Ừ. Mà cỡ khuya à. Dạ. Cỡ 9 giờ luôn con. Dạ. Thì ở nhà cũng xa lắm á nha. Dạ. Đi qua đường xe lửa ở dưới nhà Thủ Đức đó con. Dạ. Huyện Thủ Đức á. Vậy bà ra đã đi bằng phương tiện gì? Ở đi hả? Bà đi ra bằng gì? Cháu nó chở qua. Cháu chở qua. Rồi tí nữa về à? Về sao? Đi về nó qua nó rước về. Dạ. Là cháu gái của bà đó. Không, gái này học. Học. À, là đứa cháu trai á. À, cháu trai à. Phòng trọ một tháng bao nhiêu tiền bà? 2,5 triệu. À. Bữa lại hồi nãy thằng cháu trai nào nữa à? Hai thằng cháu trai bà nói là ba má chết rồi đó cháu nội á. Dạ. Ba mẹ chết hết rồi nó ở nhà đó chứ. Dạ. Chết lâu rồi. Mỗi vậy là hai thằng cháu trai là ở với bà mà ba mẹ chết rồi à? Dạ. Ba mẹ sao mất? À, một người bệnh sơ gan, một mẹ đó bị đau bao tử. Lâu chưa bà? Chết lâu rồi. Dạ, hai cháu trai bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay một đứa mang ba anh bốn nhà, đứa 22. Dạ. Còn thằng lớn là không biết nhiêu tuổi. Nhưng mà giờ có làm công việc gì không? Không. Đó, hồi đó mà chưa hè thằng em nó bán rồi chơi. Dạ. Còn anh nó chở bà đi bán nè. Dạ. Đi lấy đồ mà bán, nhớ đi chợ lớn lấy đồ cho em nó bán. Đồ chơi mà bán cho khách hộp với con. Dạ. Đồ chơi mà bánh ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn đó. Dạ. Đồ chơi con biết cái gì. Dạ, con biết à. À, ngồi dưới bẩn trường con mập có nhiều người bán. Nhưng mà hai đứa cháu trai nó lớn tuổi chắc tự lo bản thân được chứ bà. Hai. Hai đứa cháu trai á. Nó có làm ra tiền đủ lo bản thân không? Không. Dạ ai lo? Bà mấy bà cháu bà bán nhiều người sống nè. Có gì thiếu hụt. Thiếu hụt. Mà chú nó làm thì nó chứ. Dạ. Mình bảo vệ đâu có. Buổi sáng bà có làm gì không? Hay là chiều 4 giờ bà mới đi làm bán này? Sáng bà làm này đó.
À, sáng bà làm bà chuẩn bị, bà chuẩn bị xong là chiều bà mới đi bán. 4 giờ qua bán đó con. Tại vì hồi đó bán bên đường mà nó ế lắm. Rồi nó dùng dần dần nghỉ hè thôi. Dạ. Một thằng em bán đường chơi, anh bán này. À, anh là phụ của bà. À, chở còn em là đi bán đường chơi. Nó nghỉ rồi. Anh phụ bà là phụ làm gì? Là làm đạo đúng bãi. Nó làm gì cũng nữa nha. Lật rau, lật lộn mà nó đi chợ. Mắt con mờ lắm. Dạ. Bà thấy đường. Thấy con ngồi đây bà thấy không có rõ đâu. Dạ. Có nghĩa là nhà là bà có hai người con trai. Một thằng con trai, hai đứa đó nội trai. À. Đó. À. Dạ là bà có hai người con trai chứ? Một người. Một người mà sao bà mất rồi đó? Ba mẹ mất rồi sao? Thì hai người trai chết hết người thì còn người đó. À, dạ đúng rồi, thì con nói là hai người còn mất người là còn người. À. Còn người đi làm bảo vệ. À. Dạ rồi con hiểu rồi. Mấy tuổi rồi lớn. Có nghĩa rồi. Là ba mẹ của hai đứa của con trai à. Của bà mất là hai đứa con trai, hai đứa cháu trai. Còn một cái anh mà bảo vệ đó là chỉ có một đứa cháu gái. À, rồi con hiểu. Rồi hai chồng thôi nhau rồi. Dạ. Rồi mẹ nó lấy chồng khác nó theo ba nó. Đó, rồi nuôi luôn chứ sao. Giờ là ở phòng trọ là bao nhiêu người? 5 người. 5 người. Ba đứa cháu nội với thằng con trai với bà nữa là tổng cộng là 5. Ở phòng trọ bao nhiêu năm rồi bà? Vậy là 3 năm mấy rồi đó. Dạ. Thấy bà lớn tuổi mà thấy thương quá à. Thì khổ mà con mới kiếm tiền chứ con cái nó khổ, con đứa mà nó khổ quá mà. Hồi trước đây là bà làm cái gì? Bà làm công việc gì? Hồi trước bà buôn bán không? Hồi giải phóng tới giờ là bà buôn bán hết đó con. Dạ. Chẳng hạn như là bà có cái xe đẩy, bà đẩy hồi đó bà giết thằng con. Dạ. Thằng con mà nó làm bảo vệ đến nay. Rồi đứa cháu trai của bà đi bán đồ chơi đó rồi thu nhập có khá không? À, cũng ngày 100 mấy 200 mà. Đi bán ở đâu ạ? Nó bán ở đường Thánh Minh Lưng á. Dạ. Bên đường Thánh Minh Lưng á, bên dạ. Chỗ bệnh viện Quân Lức á. Bà giờ bà có nhớ địa chỉ không? Không. Địa chỉ gì? Địa chỉ chỗ trọ bà. Không nhớ đâu con. Dạ. Dạ bà bán là 8 giờ bà về. 8 giờ hoặc là ế thì 9 giờ hết luôn rồi. Dạ, là ngày nào bà cũng có bán đúng không? Ngày nào cũng bán hết đó con, mưa gió bà vẫn đi mà. Dạ. Bà có số điện thoại không bà? Không con. Không có số điện thoại luôn hả? Dạ. Nhưng mình ở đây bỏ vô đây con. Bên Mỹ đâu, ở đây rồi bỏ vô đây. Thôi để hôm nay con tìm hiểu câu chuyện rồi con giới thiệu trên mạng xã hội để bà con mà có ghé mua ủng hộ cho bà ha. Rồi có dịp rồi con ghé về nhà bà con chơi. Dạ. Dạ. Ủa bệnh nãy đâu đưa bà bỏ vô luôn. Ủa cái nào bao nhiêu bà? 20-30 bà con. 30 bà. Bà khỏi có tiền cho con nha. Dạ, con ủng hộ cho bà. Cảm ơn con. Dạ. À, có gì rồi con gái về nhà con chơi. Dạ, dạ. Cảm ơn con nhiều nữa. À, thưa cả nhà, ở đây là nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, 281 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu. Bà thường xuyên là bán từ 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối. Thì nếu mà bà con có đi ngang qua đây thì nhớ ghé ủng hộ cho bà. Thì sau khi mình tìm hiểu về cái câu chuyện của bà thì mình thấy hoàn cảnh của bà cũng khó khăn. Thì nếu mà có dịp sau thì mình sẽ ghé về nhà của bà để tìm hiểu được rõ hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và bây giờ thì mình xin kết thúc video. Và xin chào và tạm biệt ạ.